Năm nay đến thăm cái nướng lúa sử dụng phân công nghệ sinh học hiệu con lười có anh Lâm ở Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Đây nó làm 6 hecta, 6 hecta sử dụng phân công nghệ sinh học hiệu con lười. Thì bà con thấy đây cái phân sinh học con lười á thì nó cứng cây, đứng lá, dày lá nhưng mà bông rất to như vậy đây. Đó. Đây là của anh Lâm, ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Anh sử dụng vụ đông xuân ở vụ này, anh sử dụng đây là phân công nghệ sinh học con người đó, bông hết hồng bông, bông này 250 300 hạt. Anh có cái đoàn của bên huyện Vĩnh Hưng với Tân Hưng cũng đến thăm qua cái mô hình sử dụng phân công nghệ sinh học hiệu con người. Nó có cái bông gì đâu.